nhiều người không làm được. Vâng. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã có một cái con chim mẫu này rồi. Bây giờ thầy mới bắt đầu vẽ thật. Thế thì một con chim nó chuyển động thì nó không thể liền khối được, mà chúng ta phải tách nó ra là cánh riêng, đuôi riêng, rồi người riêng. Anh chị nhá, nó phải như thế. Thế thì lúc này thầy sẽ tạo các lớp rồi. Thầy ghi là đầu chim. Cánh chim. Cánh chim ta có đặt là hai cái là trước sau. Cánh chim đằng sau. Đuôi chim. Mình chim. Đấy, nó làm một cái hoạt hình nó nhiều cái thủ tục lắm. Thế thì khi mà chúng ta tạo xong rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ vẽ. Ta vẽ lên trên này. Đấy, bây giờ thầy sẽ vẽ nhá. Thì cái chúng ta nhìn thấy là mỗi một bộ phận được nằm trên một dòng, hay gọi là một lớp đấy, một lớp. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ lên đây. Rồi, anh các chị nhìn thấy là nó rất là thú vị. Nếu mà chúng ta đây là môn học bắt buộc thì chúng ta phải cố. Còn thầy cũng biết là các anh chị rất là mệt lắm, đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ tạo cái mỏ trước. Rồi mỏ chim thầy cho màu đỏ. Cho nó màu đỏ. Ôi trời ơi, than là hao à? Chúng ta nhìn thấy là cái bản vẽ mẫu nó khác với bản vẽ thật. Đấy, mẫu nó nằm phía dưới. Rồi cho một cái màu khác nữa để nó có sự phân biệt giữa mỏ trên, giữa cái trên và dưới. Đấy. Rồi, đến bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang phần đầu chim. Thì ở đây thầy cho nó có màu con chim, một cái màu nâu chẳng hạn. Chim này là chim bồ câu rồi phải. Vẽ lên chốc nữa nhé. Đây là ở dưới cái lớp này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lông chim. Đó. Chúng ta vẽ kiểu như là đấy, cho nó gọi chúng ta hiểu nó có cái bộ phận lông, lông vũ. Thầy dùng phím Ctrl để điều khiển cho nó có thể uốn cong được. Nếu mà không có cái công cụ này thì chúng ta vẽ mỗi một lần cái lông chim này, chúng ta ngồi ta tỉa thì có khi mãi chẳng xong. Có cái này nó cũng giúp cho chúng ta dễ làm hơn. Sau đó thì thầy chuyển này xuống đây. Rồi cho nó vào đây. đóng kín tay vùng này lại. Rồi bây giờ thầy tô màu. Rồi cái mắt bị mân lấp rồi. Rồi cái mắt này của thầy là chưa kín. Còn nó có cái màu C màu đỏ. Lát nữa ta vẽ mắt sau. Rồi vẽ chỗ này. Con chim hồng. Có bạn nào vẫn đang rửa nước cái gì đấy. Đấy, đây là chúng ta vẽ xong cái đầu con chim nhá. Alo cả lớp. Rồi bây giờ thầy vẽ sang đến cái mình con chim. Thì thầy phải chọn cái tương ứng ra là cái lớp mà mình đặt tên như vậy. Đấy, bây giờ chúng ta bạn nào mở âm thanh ở nhà mà không, bạn nào mở âm thanh ở nhà mà không tắt đi đấy. Đề nghị ánh sáng, đề nghị bạn nào tắt âm thanh một thời với. Đấy, vì chim chỗ nào nó có lông cả, trừ mỗi chân thôi. Đấy, cho nên là chúng ta phải. Còn bạn nào, bạn Trang Bùi nữa. Rồi đấy, các bạn nhìn thấy là nó phải vẽ từng bộ phận, sau đó thì chúng ta gộp vào nó mới được thành một con chim hoàn chỉnh. Còn những phần dưới là thầy vẽ mẫu thôi. Rồi chỗ này thầy cũng cho nó tiếp tục với những cái lông khác. Rồi to lên. Đấy, lông chim nó phải xuôi theo cái mình con chim. Nếu mà chúng ta mà vẽ lông ngược thì nó trông nó sẽ xấu. Đấy, thầy hướng theo con chim là lông nó xuôi theo mình của nó. Khi mà cánh nó vỗ, nó ngẩng cánh lên thì nó hở cái mình con chim ra thì chúng ta vẫn nhìn thấy đó là bộ phận lông chim. làm một cái bộ phim nó không phải là dễ mà nó có được ngay, chúng ta phải làm rất là kỳ công thì bọn trẻ con nó mới thích được. Các cháu trẻ con nó rất là thích như thế. Chào bác Nhân nhá. Anh Nhân ơi, đây là những lần cái đuôi. Rồi sau ta sẽ cho nó vào đây. Chim này rất là như chim cảnh, vẽ xong đẹp ngay mà. Alo, các anh chị có còn trong đấy không, hay là vào xong rồi bỏ đi chơi làm việc khác? Có thầy ạ. Đấy là cả lớp mình đã nhìn thấy hình con chim chưa? Thấy. Quá đây ạ. Vâng. Chim thầy to phải. Thấy chim thầy to. Chim thầy to. Bảo là chim trên máy tính, không phải chim thầy. Đó. Ok nhá, đây là xong là cái mình con chim. Bây giờ mình vẽ tiếp. Vẽ được con chim đang đẻ trứng không thầy? Có, đẻ trứng cũng có anh ạ. Thôi, chết cười. Đó, bây giờ mình chuyển sang cái lớp đuôi chim thì nó sẽ mờ cái lớp người đi, nó không liền nhau nhá. Để khi chuyển động thì nó mới tách rời cái bộ phận nó được. Đấy nhá, đợt này là thầy dạy không bỏ buổi nào nhá. Lần trước thì các anh chị bận, nhiều lúc là thầy cũng cho các anh nghỉ hơi nhiều. Đợt này chúng ta phải học. Chim này là mỗi bộ phận một màu. Đấy, thầy phải vẽ bằng chuột nó rất là khổ. Nên mai mua được cái thiết bị vẽ tốt. Rồi. Ta tô màu cho nó. Đuôi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nốt cái phần cánh. Đầu chim thì thôi thầy cứ tạm cho cái mắt nó là màu trắng, xong rồi cho màu đen nhá. Đó. Đó, con người. Rồi chúng ta đã vẽ được ba bộ phận cơ bản. Bây giờ chúng ta sang cánh chim. Cánh chim đây. Cánh chim thì thầy cũng chọn với màu sắc vừa sau. Chim này chim hồng. Học đi con. Đã xong rồi à? Viết thì phải viết nhiều nó mới thuộc vào tờ được. Viết thêm mà con. Chưa in thì con viết lại những cái từ đã quên đi. Học quyển xanh nữa con, đừng học cái kiểu chỉnh mảng đấy con. Con cứ lười như này thì làm sao mà thi đỗ được. Đó. Rồi đã xong một cánh nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cánh thứ hai. Rồi thầy vừa vẽ xong đủ các bộ phận nhỉ. Alo. Vâng thầy. Rồi bây giờ thầy mới lắp các bộ phận nó vào. Đây chúng ta nhìn thấy sau khi xóa cái lớp cũ đi thì con chim tương đối được đó, đúng không các bạn nhỉ? Alo. Đẹp thầy ạ, nhưng mà thầy tô màu chỗ cánh nó còn thiếu một nốt, một ô thầy ạ. À thế ạ, đúng rồi, đúng rồi. Thiếu một lông ạ. Thiếu một lông. Rồi thầy cho nó vào. Đó. Một cái. Rồi. Ta đã xóa đi cái cũ rồi nhá, bây giờ ta làm cái mới. Rồi. Bây giờ cái ta sẽ, các bạn nhìn này. Lúc này mình sẽ có điều khiển là mình nối các vị trí vào với nhau bằng cách là chúng ta vào Windows, chúng ta chọn cái điều khiển của cái chức năng là Node View. Ở cái này chúng ta nhìn thấy đây, đó là các sơ đồ nối. Sơ đồ nối thì chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn là Node View. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy thầy chọn vào đây nhá, thầy ấn vào nút này để cho nó tỏa ra để chúng ta dễ nhìn. Đấy, chúng ta thấy này, cánh chim, mình chim này. Đấy là các vị trí để sơ đồ ta nối nó vào với nhau, giống như cái khớp ấy để chúng ta nối vào. Đấy. Cái phần đỏ đỏ này là cái phần nháp nhá, nó không được nối vào, không xuất hiện. Đến lúc này thầy sẽ cho các khớp ở đây vào nhau để nối vào. Chúng ta ấy này, ở tại cái nút đầu chim thầy ấn chữ Ctrl P để hiện ra một cái khớp để nối vào. Đấy, thì đầu chim là nó thuộc mình con chim, nối nó vào đây, nó là con của cái mình chim. Cánh chim thầy cũng cho nó như vậy, nó cũng sẽ vào đây. Đó. Cánh chim này thầy cũng nối nó vào. Đó. Thì thầy sẽ phải nối nó vào trên mình chim. Rồi đuôi chim, đuôi chim thầy cũng phải nối vào đây. Đó. Sau khi nối xong sơ đồ thì nó sẽ có hình dạng như này. Đó. Đó. Rồi tất cả tập trung vào mình con chim. Alo, cả lớp nghe rõ không? Rõ thầy ạ. Rồi cả lớp chụp ảnh cái ảnh này vào cho thầy. Rồi sau khi đã nối vào, thì ta đóng cái này xuống. Đấy, chúng ta được cái này. Thế thì cái cánh đầu tiên của con chim ấy, ví dụ cánh bên nào thì chúng ta thích đặt cánh bên nào, cánh bên này nằm đằng trước thì chúng ta sẽ cho nó lên đằng trước. Ta đánh vào phía trục trục Z. Đó, cánh chim đây này, đánh trục Z nhé. Là chúng ta cho 0 chấm, thầy đánh tọa độ 0.004 Đó. Thì cái cánh chim này nó sẽ lên đằng trước. Đó, đây, lên đằng trước. Hoặc là cho cánh này ra đằng sau được. Thì thầy lại để cái này là không. Đó. Còn cái cánh này, cánh thứ hai này, cánh chim thứ hai, cánh này thầy cho lên đằng trước 0.004. Thầy đặt tọa độ nó lên một tí. Đó. Rồi bây giờ cái con chim này thầy sẽ cho nó ở chỗ là 0.002. Tức là cái trục nó nhìn từ phía trong màn hình nhìn ra nhé. Cái nạp tao thì nó nổi ra được phía ngoài. Rồi ok, bây giờ chúng ta thấy là tất cả bộ phận là đi theo con mình con chim này. Con chim này thầy chuyển động đi đâu là tất cả thì cùng đi. Do nó bị nối ở móc lúc nãy rồi. Đó. Bây giờ thầy mới thu nhỏ chúng lại. Rồi bây giờ thầy sẽ làm động tác như sau. Đó, thì bấm cái này để thầy cho vào đây. Và đây là một cái chốt để nó giữ lại cái vị trí của con chim. Đây là mình con chim thì thầy cho nó vào đây. Đó, tiếp theo là đầu con chim. Đầu con chim thầy cho nó vào chỗ này. Thầy xoay nó vào đây. Theo là đuôi con chim. Rồi cánh bên này nữa. Đó. Rồi việc tiếp theo là thầy gắn xương cho từng bộ phận. Thầy gắn xương. Đây thầy sẽ gắn cái xương này trước. Mình chọn này, đây là cái xương nhá. Xương đây thì nó có rất nhiều loại, nhưng mà mình chọn cái xương ống, tức là xương mà nó dọc ấy, nó chạy từ đây đến đây. Đó, đến đây, đến đây là cái xương chim, giống như là chúng ta con gà nó cũng có xương cánh ấy. Đấy. Rồi tiếp theo cái đầu. Cái đầu của chúng ta thì cũng có xương. Chúng ta cũng chọn là từ đây lên đây. Đấy. Phải gắn xương nó mới chạy được. À. Cái này cũng vậy. Chúng ta lại gắn xương. Rồi chúng ta cho nó từ chỗ này đến chỗ này lên đây. Rồi cái đuôi chúng ta cũng gắn cho nó một cái xương. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thầy làm một đoạn. Đây đoạn này thầy ấn F5 để cho nó đầy ra. Đến đoạn này chúng ta thầy ấn một cái nút fix cố định. Đó. Thầy di chuyển đến đây, thầy cho cánh nó gập xuống. Chờ cái này. Rồi cánh này tung lên. Đó, chúng ta nhìn thấy là đã đến đây rồi. Đến đây. Đầu tiên này, gặp này. Lên đây nhé. Các anh các chị có đang theo dõi không nhỉ? Alo. Rồi, đến đây nhé. Đây thì đây lại cho nó tung cánh lên. Đấy. Rồi cái đây nó cũng lên cái đuôi thầy cho nó kéo lên này một cái. Rồi anh nhìn thấy rồi đến đây chúng ta lại tiếp tục một cái nữa, rồi chúng ta sẽ cho này. Lát nữa các anh chị lại phải vào lại nhá, bởi vì cái Google Meet nó 10 phút nữa nó lại tắt thì thầy cũng không biết làm nào, thì thầy hết thì nó phải thế. Đó. Rồi bây giờ cái này nó lại gập xuống con này, gập xuống. Chúng ta nhìn thấy đoạn này từ anh đây. Đấy. Còn con này để gập xuống này lên. Đấy. Thì đoạn từ đây đến đây thầy sẽ cho nó điều khiển là thầy sẽ copy. Anh các chị mình copy nhá, thầy copy thầy dán nó vào đây. Paste. Chọn paste nhá. Rồi thầy kéo rộng này ra nữa, kéo ra nhiều nữa để cho các anh chị thấy nào nó chạy một khoảng bao nhiêu tí, ta ghép một cái nền này chẳng hạn. Đó, ta ghép với nền thì nó sẽ tốt lên. Rồi bây giờ thầy sẽ dán tiếp. Đó, dán. Copy từ đây đến đây cho nó nhanh hơn. Đó, copy bây giờ dán tiếp, dán hết thì thôi, dán hết cái đường này thôi. Rồi đây là chúng ta đã nhìn thấy là con chim nó sẽ bay tại chỗ. Đấy. Do cái đường dán này của thầy nó hơi ngắn, hơi dài nên là con chim nó sẽ bay một cách nó hơi chậm. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái là nó bay từ chỗ nọ sang chỗ kia. Rồi bây giờ thầy sẽ thêm một cái nút vào đây. Ở đây các chị nhìn nhá, thầy sẽ cho nó bay. Đầu tiên thầy đặt nó ở chỗ này. Đó. Thầy sang đến chỗ này thì thầy kéo nó lên đây. Đó. Kéo nó lên đây thì thầy lại kéo nó ra đây. Kéo ra đây thầy lại cho nó xuống. Đó. Đấy, đi theo đường đấy nhá. Rồi đến đây thì thầy lại. Đó đây. Rồi thầy có thể kéo ra đây, hoặc có thể lúc này chúng ta có thể cho nó nhỏ lại. Đó. Khi nó ra xa thì nó nhỏ lại. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhé. Đây. Công đoạn vừa xong của thầy là thầy nó làm nó hơi ấy một chút, hơi giật. Đến đây thầy phải chọn cái đường này để cho nó mịn nhé. Đó, đường này cho nó mịn, nó chạy là không bị giật. Đó. đây hai cái khác nhau rồi gọi con chuồng nó đi xuống đây, muốn nó giật quá nó bay phát lại giật ra tùng đùng rồi nó lại bay đến rồi chúng ta nhìn lại, bắt đầu nhìn nó chuyển động này. Nó mềm hơn trước chưa? Đúng chưa các bác? Alo. Alo các anh, các chị có trong đấy không? Có đây. Rồi. Thế là thấy thầy là làm nó chuyển động mềm mại hơn chưa? Đây nhá. Đấy. Đấy nó bay. Đấy. Con chim đúng nó bay nó hơi mượt hơn cái lúc đầu là nó hơi giật đùng đùng. Đúng không cả lớp? Rồi. Bây giờ thầy cho nhiều con chim. Đó. Thì chúng ta thấy là nó sẽ ra hai con. Rồi. Ra nhiều con. Cái con này. Con này chúng ta cho ra từ đầu. Ôi dồi, chập là một à, ôi dồi chập rồi. Đấy, thì là có nghĩa là tại nút này là thầy điều khiển ra hai con này. Đấy, rồi ấy lại nhá. Rồi đây thì chúng ta tách nó ra. Đấy, đây chúng ta tách nó ra. Rồi, tiếp tục đây tách nó thưa ra. Rồi. Đấy, chỉ còn ta có cái nền nữa là xong, đúng không? Được chưa cả lớp ơi? Đẹp rồi thầy ạ. Đấy, thế là bài hôm nay là thầy dạy chúng ta biết thế nhá. Alo. Vâng ạ. Thế thầy cho cả lớp nghỉ nhá. Vâng ạ. Alo. Vâng ạ. Vâng ạ. Đấy. Rồi, chào cả lớp nhá. Vâng, chào thầy. Chào thầy ạ. Vâng, chào tất cả các anh các chị. Chào thầy ạ.